Chào cả nhà nhé, hiện tại mình đang có mặt tại sân này chạy đây. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục quay các cầu thủ nhé. Đây. Biku này, rồi Benjamin này, Yuri Mahmoud này, Jose Lombardi này. Jose Lombardi đây. Suri này. Biku này. Benjamin. Thank you. That's a cool photo. Thank you. That is lên sân trường. Lê Mạnh Dũng đây. Rồi. Joseph Mbappé. Văn Toàn Văn Luân đây. Văn Đạt đây. Hữu Sơn này. Văn Tới Hải Huy này. Tuấn Anh. Đình Tùng này. Thành Đồng này. Lê Trung Hiếu. Hoài Dương. Triệu Việt Hưng này. Lương Hoàng Nam này. Đình Triệu. Dương Văn Khoa đây. Phạm Trung Hiếu. Vũ Nguyên đây. Hồ Minh Dĩ. Rồi. Phạm Anh Hùng với cả Anh Hùng đây. Ở đây anh Hùng Trường đây. Tôi set up rồi. Cầu thủ đã ra khởi động rồi. Trọng Hiếu này. Vâng,
Lương Xuân Trường.